Con ơi, đây nha, mẹ thả mít xuống nha. Thank you.
Được chưa? Được rồi, để mẹ kéo nào. Để mẹ kéo lên nào. Con bỏ ra. Đúng rồi, được rồi. Ôi, con mẹ siêu quá. Dạ. Đây về tháo nút quả này con ơi. Được rồi. Được rồi à? Đây, thả ra con, thả ra để mẹ kéo lên đây nào. Mẹ thả hai quả chín lên đây nha. Ôi trời, quả này chín rồi. Đây này Bon ơi, ăn miếng này này. Ngon không? Có ngon không? Mẹ lấy cho. Đây đây. Đây kìa. Mẹ phía. Thank you.
Vâng. Rồi, để mẹ hộ nhá. Cho vào đi. Đấy. Nặng đấy. Nặng đấy. Nặng đấy. Thế ơi. Dạ, đợi mẹ nhá. Mẹ cho rửa mẹ cho mình đi nhá. Cho đây. Dạ, kéo tay mẹ nào. Rồi, đây, mẹ bắt cái này ạ. Đi, đây, mẹ cầm tay nào. Con gỗ.
Con đi vào trong đấy chơi với con lợn ấy nhá. Đi vào trong con mẹ cắn nhá. Thank you.
Đây xem nào. Để chị nha. Rồi, có chị nha. Đây này. Đây. Đây ạ. Đây mẹ trèo lên nhá. Mẹ trèo lên nhá. Ôi trời. Con ơi, mẹ ném quả xuống nha. Ồ, đấy. Ồ. Cẩn thận nha, bụi bay vào mắt nha.
con để cùi của con thấp xuống. Đúng rồi. Ô, mẹ ném không chuẩn rồi. Mẹ mắm. Mẹ mắm. Muối. Được, mình đi về đi. Nhiều muối quá, chạy thôi. Nào, con có vui không?
vô không? Đây. Quả này ngon này, nó trắng luôn, nếu mà ngon lắm. Cái này gọi là quả mắc hoa. Mắc hoa. Đâu ra nhưng mà nó có loại đỏ nó không bằng loại này ngon. Con gì ăn đấy nhỉ? Hãy subscribe cho kênh Confront để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Ngồi đây nghỉ một tí, con có uống sữa không? Ừ. 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 Mẹ xem là được bao nhiêu đồng tiền nhé, hôm nay mình đi bán quả được bao nhiêu tiền nhé. Dây chuyền của con không thấy đâu rồi. Ví tiền của mẹ. Mẹ thương. Con đâu? Sữa của con không thấy đâu rồi. Mẹ thương, mẹ thương. Mimi không khóc nữa. Mẹ thương, mẹ thương, mẹ thương. Không sao rồi, không sao rồi. Nó đi rồi. Về đi không tí nó lại quay lại đánh mình đấy. Con uống hết rồi. Đi về đi. Thôi về đây mẹ đấy ăn luôn. Đi về nào. Chạy đi.
Đây đợi mẹ lấy măng nhé. Con đi đợi mẹ nha. Bon ơi đây này. Đúng măng đây đấy. Măng to thật đấy. Đúng măng này mình để làm cây nhé. Nó to lắm. Măng này ra để cây to. Măng tim cũng bé thôi. Ôi con ơi. Ở đây có nhiều măng lắm đây này. Ở đây đợi mẹ nhé, mẹ chặt mấy củ măng này nhé. Hơn đây này. Yeah.
Dạ. Đợi mẹ nha. Ta đi. Ta đi. Được rồi. Mẹ. Dạ. Con. Vâng. Con để đợi mẹ nha. À. Dạ. Đợi mẹ nha. Rồi. Bây giờ mẹ bóc con cho vào gùi nhá. À, con ở đây. Con xin đây. Để gùi xuống thì mẹ lấy cây măng vào cho con nhá. Đây cho con.
Đây con cho cây này vào trong gùi của con này. Này cho cây bé này. Gùi của con đựng được cây bé này thôi. Cây to cho mẹ à. Để sớm. Được hai củi à? Không củi được rồi à? Được, mình đi về nhá. Đi đâu à? Đi về.
Chín rồi con ơi, mình mang đi bán đi. Thank you.
hoa đẹp quá. Lên đây này. Hoa đẹp này. Lên hoa đây. Ngửi sen thơm không? Con ngửi sen thơm không? Thơm không? Đây.
con lấy mấy cái này đi. Thôi con đây chơi mẹ đi tắm nhá.
Ô, con ơi. Trời ơi. Ủa, ví tiền đi đâu rồi con ơi? Ví tiền đấy. Con đi đợi mẹ nhá, mẹ đi lấy quần áo của mẹ đó. Look, look, look. Có ra đây không?
Đâu? Đâu? Ui, nhiều quá nhỉ. Dạ. Đây. À, đúng rồi, ở đây này. Đây này, đây này. Đây nữa này. Nhiều quá. Con siêu thế, bẻ được hay thành sẽ luôn à. Rồi thế nào đi tiếp tìm thôi. Cho vào vùi cho mẹ nhé. Mẹ hái tiếp. Yeah.
cân thử cho nếu mà thừa cân thì bỏ ra, bỏ bớt đấy. Thế thì bỏ cái quả to này ra cân trước, cân bằng này.
Nhà mình thế nhỏ. Ui, đồ đạc linh tinh hết rồi con ơi. Kêu lắm. Mày không quên đi. Xem có chiếc nào trộm đến rồi. Hồi ra đây không? May quá nhờ, không là nó lấy đi mất đấy. May mà mình về nhanh này, xem này, gà mái của mình đang ấp trứng. May mà mình về nhanh á, không nó lấy đi mất rồi. Lại lấy nó vào ấp trứng đi.
Nào, đi về thôi con ơi. Con gà to chết tối nhỉ, sao con làm mái này chứ? Ấp trứng mệt quá chết tối sao rồi? Xuống nha. Rồi mình thả nó xuống dưới nền này chơi với con nhé. Vâng chứ. Đấy. Đây này, để mẹ thả xuống nha. Cầm nhẹ nhẹ thôi. Con rủ yêu nó à. Con đi lấy cái rổ ở đó đó cái về mình để ra vào trong rổ nhé. Một con này, đến một này. Một. Đưa mấy chú gà rồi. Bốn. Thả xuống thấp về, thả nhẹ nhàng thôi. 5. Đúng rồi. Đúng rồi. 6. 7. 8. Ui, có được 7 con thôi đây này, những quả trứng chưa nở đây này. Ui con thôi kêu tí nó vỡ đấy. Vẫn còn xem nào. Bye bye. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ui, còn 9 quả trứng nữa mới nở. 9 quả trứng chưa nở. Ôi, nở 7 quả rồi. Bây giờ mình cho gà ăn nhá. Gà mẹ lấy lên gạo cho nó ăn nhá. Đây, cho nó ăn đây này. Nó ăn đi này. Còn mấy quả này mình lấy sang cho con khác ấp thôi con ạ.
Con ở đấy mẹ chặt măng cho con nhặt vào trong gùi nha. Con ơi.
con vặn gùi của mẹ. Con vặn gùi của bé nha. Rồi mình đổ ở đây, mình đổ ở đây xong mình bóc đấy nha. Mình bóc mang cái này mang về nha. Con đổ đi nhé, mà khi lấy lá thì con lo. Đầy chưa? Đầy rồi á. Đầy chưa rồi? Đầy rồi đúng không? Bây giờ mẹ bóc vào gửi mẹ thôi nha. 2, 3. Ôi, con chim lô con này rồi. Con muối đốt. Muối đốt con đuổi đi nha. Đây, đây, đây. Muối qua mình đi về bóc thôi nhỉ. Về nhà bóc cũng được. Được chưa? Đây mẹ bóc ở đây có con. Con ơi, không bóc cái đấy đâu con. Cái đấy là ăn được rồi. Không bóc cái này đâu. Cái này là ăn được rồi, không bóc đâu. Không. Đi vào nhà đi con. Đi vào nhà đi, muối đất con nhà. Muối đất con. Thank you.
Cô này không làm được đâu con. Đây. Đầy chưa? Đầy đầy. Được rồi, đi đi. Đi cho gà ăn đi. Ui, con gà to chết tôi nhỉ. Sao con gà mái này chắc ấp trứng mệt quá chết tôi sao rồi. Thử bâu vào hết rồi chắc chết từ hôm qua. Con cầm nha, cầm để mẹ nhặt trứng vào nha. Con này được có 4, 5 quả thôi. Đến mùa không? Cầm chắc vào nha, không tí nó rơi nha. Nó mổ này. Có mất một quả mà nó ốp này. Alo. Không có quả nào đâu mà ốp này. Có một quả thôi. Hôm nay không có quả nào. Thank you.
đưa cái này. Như ai vào nhà mình sao đấy? Đi nè, đi tìm bắt đi nè. Này thì mình ăn trộm trứng gà của mình, không có trứng gà đâu. Nó ăn trộm trứng gà của mình rồi. Được, để trứng gà cất để kia. Về đây hộ mẹ, kéo ơ, nó đi cất đi, không tí nó tỉnh dậy ấy. Nó chạy rồi, đi về thôi con ơi, đi nó quay lại đi, đánh mình đấy.